Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 5 với mong muốn nâng cao chất lượng của hệ thống thể chế pháp luật lên mức cao nhất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì cần đảm bảo không có bất kỳ ý kiến nào của đại biểu Quốc hội không được tiếp thu, giải trình một cách thỏa đáng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việc thực hiện tiếp thu, giải trình, chỉnh lý cần đảm bảo đúng theo quy trình, nguyên tắc quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ đưa vào luật những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, đủ chín, đủ rõ, cấp bách, có sự đồng thuận thống nhất cao. Những nội dung chưa chín, chưa đủ rõ, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa đánh giá tác động đầy đủ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đảm bảo tinh thần công khai minh bạch quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực tuyệt đối tránh cài cắm lợi ích nhóm trục lợi chính sách trong công tác hoàn thiện thể chế xây dựng hệ thống pháp luật chủ tịch quốc hội nêu rõ theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn tiếp thu giải trình chỉnh, chỉnh lý khi ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất ý kiến sẽ hình thành phương án xin ý kiến cơ quan trình